Trung Ý Huỳnh Tác giả Hai Hùng Sài Gòn Anh Huỳnh có vóc dáng giống nghệ sĩ Thanh Tú Nhưng anh không phải là kép cải lương Anh chọn ngành binh nghiệp của binh chủng địa phương quân Thuộc tiểu khu gia đình Anh được cấp trên bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 3 trên 665 Đóng quân vùng Mỹ Thủy, Thành Mỹ Lợi, với cấp bậc trung úy. rời trung tâm huấn luyện vạn kiếp ở bà rịa về lại trại ngô tùng châu trên đường ngô tùng châu đám tân binh lính sữa tò te tùi tôi nằm chờ phòng quân số tiểu khu đưa về các đơn vị trong tỉnh nằm chờ cả tuần lễ mà chưa thấy đồng tình gì một số bạn tôi rủ rê chui lỗ chó để về thăm nhà Ban đầu tôi cũng chết nhát không dám tham gia nên tôi bằng ra. Chèn ơi, tôi bay gan thiệt. Trong mình không có tờ giấy lộn chứng minh là lính tráng gì ráo. Ra đường lớ quớ gặp mấy cha quét chợ. Xin lỗi mấy anh quân cảnh. Mấy ổng lụm mình liền. Rồi họ đưa về quân vụ thị trấn cho mũi mòng làm thịt mình chịu đời sau thấu. Nghe tôi nói vậy Thằng thể đã chết sau khi ra đơn vị được chừng 7 tháng Nó cự tôi liền Tôi mình cực khổ 3 tháng quân trường rồi Đúng ra tiểu khu phải cho anh em về phép thăm nhà vài bữa Chứ ăn dầm nằm về kiểu này chán chết Mày không dù thì ở lại giữ đồ dùng tụi tao Khi trở vô có đồ ăn ngon tụi tao cho mày ké thằng phích bạn thân của tôi nó đứng cửa giữa phân trần thằng hùng nói cũng đúng nhưng thằng thể nói cũng có lý thôi ai muốn thì dù ai sợ thì ở đây ăn cá mối chiên tiếp đi nha nói dứt câu thằng phích phá lên cười mấy đứa bạn gần đó cũng cười rần lên tôi gượng gạo nói ừ thì dù có gì thì nằm chuồng cọp cả đám cho có anh có em thế là tôi chui hàng rào kẽm gai để về thăm nhà vừa ló mặt tới chợ cây quéo tôi thấy bốn anh quân cảnh đang xét giấy tờ quýu giò quýu cẳng tôi chưa biết cách nào để qua cửa ải này từ dưng tôi phản xạ có điều kiện tôi ngồi bệt xuống đất tháo đôi giày ra cầm trên tay rồi tháo áo ra khỏi lưng quần. Lè phè giống như mấy người ham vui, lấy đồ lính mặc chơi chứ không phải là lính thứ thiệt. Tôi bậm gan đi qua mấy anh quân cảnh, và trong bụng không quên niệm Phật, cầu mong được Ngài che chở. Chắc trời Phật ở xa quá chưa nghe để cứu khổ cứu nạn cho tôi. Anh quân cảnh gần tôi nhất đã lấy cái tu hít thổi một hồi dài rồi ra hiệu cho tôi dừng lại anh ta đưa tay lên chào tôi tôi cũng chào lại anh cho đúng lễ nghi quân cách anh hỏi tôi trời lính tráng đơn vị nào vậy ông con mang giày vô bỏ áo vô quần và gom ống quần lên đàng hoàng coi tôi như con thằng lặng đứt đuôi sợ gần chết trong bụng thầm nghĩ chuyến này chắc thế nào cũng bị nhốt ở quân vụ thị trấn. Tôi lý nhí trả lời với anh ta. Thưa trung sĩ, em tân binh mới mãn khóa về chờ ra đơn vị. Nhớ nhà quá nên mới lén về thăm nhà. Em ở trại Ngô Tùng Châu gần đây nè. Viên trung sĩ mỉm cười và nói. Thì ông cứ mặc đồ bình thường mắc chứng gì cởi ra hết ráo vậy? Thôi lên xe về quân vụ thị trấn nghỉ mát vài bữa nha. Tôi điến hồn, lật đật ca bài ca còn cá liền. Trung sĩ thông cảm, nhớ nhà quá, về thăm chút xíu trở vô liền. Nhà em chỗ mì cây gòn ngó vô chừng trăm thước thôi. Có lẽ thấy tôi mặt còn búng ra sữa nên anh ta nói Nói vậy thôi, tôi tha cho ông lần này đó Mai mốt không ăn mặc lôi thôi mất mặt bầu cua lắm nghe ông Tôi rối rít cảm ơn anh quân cảnh tốt bụng này Thầm mong nếu gặp lại lần nữa tôi sẽ trả ơn cho anh Tôi lội bộ về tới gần ngã ba võ cây trường Nay là Lê Quang Định, Nguyên Hồng, thì bị cô gái chạy chiếc hông đa đam đụng từ phía sau. Tôi ngã xuống đường với cái cùi chỏ rướm máu. Cô gái sợ hãi, đỡ tôi ngồi dậy, rồi cô rút khăn mùi xoa ra làm khăn chậm vết máu cho tôi. Như để chuộc lỗi, cô ta ân cần hỏi. Anh có khỏe không? Em vội quá nên lỡ đụng phải anh. Em thành thật xin lỗi để em đưa anh về nhà nhé. Mùi nước hoa thơm nhẹ của chiếc khăn bay lên mũi khiến lòng tôi lân lân. Tôi tạm quên cái đau của cô gái gây ra cho mình. Tôi đứng lên và tỏ ra đấng nam nhi chi chí. Tôi phản một câu. Anh là lính. Làng tên mũi đạn anh còn không ngán. Vết thương này nhầm nhò gì cô bé ơi? tôi nổ đó. Cô bé cười duyên và cảm thấy nhẹ lòng khi nghe tôi nói câu trên. Cô ta liến thoáng xin tôi cái địa chỉ để hôm nào ghé lại thăm làm quen. Tôi ghi cho cô bé cái địa chỉ vô cuốn sổ. Cô nhận rồi hứa chắc như đinh đóng cột sẽ đến thăm tôi trong thời gian sớm nhất. Chia tay cô gái, tôi về nhà trên đường tôi hứng chí hát câu. Ngựa phi ngựa phi đường xa, tiếng trên đường nắng chói chói lóa. Thay vì tôi ở nhà chừng 24 tiếng, nhưng vì hy vọng cô gái nọ đến thăm mình nên nấn ná ở thêm một ngày nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng nàng ta. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cô nàng sợ tôi bị vết thương hành nặng hơn hoặc xui xẻo tôi chết bất tử sau khi bị cô nàng đụng. Nếu đến thăm thì khác nào mang họa vào thân. Nàng dùng chiêu né là thường sách rồi còn gì. Tôi trở lại trại Ngô Tùng Châu. Vừa đến cổng gặp ngay ông Thường Sĩ Như đại đội phó tân binh của tụi tôi. Ông réo lên liền. Anh hùng kia, cả gần dám chui hàng rào dù về nhà hả? năm chục cái nhảy sổm năm chục cái hít đất cho tôi thi hành xong cái phạm tội đó còn ăn vài hèo vô bàn tọa nữa tám đứa tôi được đưa về đại đội 3 trên sáu trăm sáu mươi lăm đang đóng đồn tại cầu mỹ thủy nằm trên đường ngã ba cắt lái đi về thành tuy hạ chiếc gmc vừa dừng lại chân cầu viên cán bộ đại đội đi nhận tân binh về Ông ta hối thúc tụi tôi xuống xe vô trình diện đại bàng. Đứng ở sân cờ ngay hàng thẳng lối thì tôi thấy một viên trung úy trẻ măng, đẹp trai với bộ quân phục ủi hồ thẳng nếp. Ông tiến lại trước hàng quân, tự giới thiệu. Tôi trung úy Huỳnh, đại đội trưởng đại đội mình ở đây. Ông nói sơ về tình hình tổ chức và cách phối trí lực lượng ở đơn vị. Sau đó ông kêu thường vụ đại đội chia tụi tôi xuống trung đội bên dưới. Tôi được đưa về trung đội 2, đóng quân ở nhà chú Thím Tám, có hai cô con gái sinh đôi rất đẹp. Chắc cũng nhờ mấy bóng hồng này thủ thủy hàng ngày, nên tụi tôi cũng vui trong bụng. Ở trung đội tôi theo mấy anh em lội ruộng hành quân liên miên. Tuy không đụng trận nào, nhưng vất vả vô cùng nên bữa nọ buồn quá tôi lại giọt về nhà chơi ba ngày đến ngày lên đơn vị tôi bị ông thượng sĩ hà phạt và trả về đại đội với lời phê lính ba gai trình diện trung úy huỳnh ông phạt tôi năm chuồng cọp tức thì ông còn hâm tôi mẻ răng nếu tái phạm sẽ kỷ luật nặng hơn nằm trong chuồng cọp là hàng rào kẽm gai thấp lè tè trong lòng buồn vô hạn. Tuy vậy chừng ba chục phút sau, ông Huỳnh cho tôi vô gặp ông. Khi ngồi đối diện tôi, ông lên tiếng hỏi. Anh thấy em nhà ở Gò Vấp hả? Muốn về thăm nhà sao không xin phép rồi về? Em đi như vậy là vô kỷ luật. Mời mốt đừng làm vậy nữa nghe sau một hồi phân tích cho tôi nghe về lỗi lầm mình gây ra vừa qua trung úy huỳnh nói với tôi anh rút hùng về đại đội luôn ở đây phải làm việc cho đàng hoàng đừng ba gai nữa nhé tôi mừng rỡ vô cùng vì ở đại đội thì chữ thọ sẽ cao hơn ở trung đội vì ít khi đi hành quân và có dịp đi lòng vòng chơi trong xóm ấp mỹ thủy rồi một bữa nọ bất chợt tôi nghĩ Sao tự nhiên ông tốt với tôi giữ thần vậy? Ông nâng đỡ tôi đủ điều Thậm chí khi có khóa học chuyên môn Ông cũng ưu tiên dành cho tôi Nghĩ hoài nhưng không có lời giải Một hôm tôi đang ngồi đánh cờ tướng với anh Mỹ Một người lính lão làng trong đơn vị Trung úy Huỳnh đầu chiếc Honda 67 của ông kế bên hai tiên ông Trung úy Huỳnh lấy trong túi sách một ổ bánh chuối nướng thật thơm cho hai đứa tôi ăn. Anh Huỳnh nói. Về nhà chị bay biết có Hùng cũng là dân gò vấp, nên chị có làm ổ bánh đãi nè. Chị còn nói hôm nào lên gặp Hùng để hỏi thăm cho vui. Vì vậy từ nay anh Huỳnh ở đây có người cùng quê là vui lắm rồi. Lại có khóa học chuyên môn gửi về đơn vị anh huỳnh kêu tôi vô văn phòng đại đội anh nói chuẩn bị hành trang hùng theo học khóa này đi sau này có tương lai hơn vì ít khi ra mặt trận nhân sư vô lệnh từ tay anh huỳnh trao cho tôi tôi ứa nước mắt vì anh cho biết khi mãn khóa có khi tôi được thuyên chuyển đi đơn vị khác trước khi đưa tôi ra khỏi cổng đồn anh Huỳnh móc trong bóp đưa cho tôi 2.000 đồng làm lộ phí. Tôi lên xe từ giả đại đội. Từ giả ông anh trung úy thân thương của tôi mà làm tôi nặng trĩu. Vì ra đi lần này chưa hẹn ngày trở lại. Chiếc xe chở tôi đi xa dần khi cầu Mỹ Thủy chỉ còn một cái bóng mờ. Từ dưng tôi thấy mặn mặn ở khóa miệng. Tôi đã rời lề lúc nào chẳng hay xong khóa học đúng như dự đoán của anh huỳnh tôi được thuyên chuyển qua đơn vị khác làm việc với ông sĩ quan mới tôi không thích chút nào ông này vừa hách dịch vừa muốn kiếm ăn ở mấy người lính khiến tôi bất mãn vô cùng nhưng nghiệp nhà binh dù không vừa lòng cũng phải làm việc còn nếu như không còn sức chịu đựng thì đành dứt áo ra đi tìm đơn vị khác mà phục vụ bẵng đi một thời gian tình cờ tôi gặp lại thằng phích bạn tôi hai đứa mừng mừng tối túi. tôi hỏi thăm về trung úy huỳnh thì phích buồn bã kể rằng tôi đi khỏi đơn vị một thời gian thì đơn vị cũ đụng trần liên miên anh huỳnh của tôi bị thương nặng trong một lần hành quân vùng bưng ông thoàng khi tản thương anh về quân y viện Cộng Hòa do vết thương nhiễm trùng và bị hoại tử nên bác sĩ đành cưa đôi chân của anh. Nghe đến đây tôi bật khóc. Thương cho người anh tinh thần hết lòng nâng đỡ mình. Nếu không có anh Trung Úy Huỳnh có khi giờ này tôi cũng đã sanh cỏ từ lâu. Dòng đời cứ tuôn chảy Tôi miệt mài theo cánh quân đi quân hành. Ngày tàn chinh chiến, tôi lần là tìm đến xóm Anh Huỳnh ở trên một góc đường Nguyễn Du gò vấp. Bà con gần đó nói gia đình anh về quê khá lâu khi anh xuất viện làm thương binh. Tôi thẫn thờ nhớ lại đoạn đời mình đã đi qua. Hình ảnh anh Trung Úy Huỳnh hiên ngang trên chiến địa nhưng có tấm lòng nhân hậu với thuộc cấp của mình trong đó tôi là một điển hình Anh Huỳnh ơi Giờ này anh ở đâu Hùng lúc nào cũng nhớ ơn anh Vì anh đã cứu chuộc đời chú lính sữa ngày xưa qua cơn bỉ cực Xin anh nhận nơi đây lòng thành kính Và biết ơn vô hạn của em nhé Viết xong 14 giờ 25 Ngày 15 tháng 7 năm 2022